Em khui ra nha cả nhà. Đó, đồng hồ là hộp lắm nè. Ối dồi luôn. Đây, nó đã chưa, kim trôi nha. Còn hai mắt dây luôn, dây bao dài luôn. Đó, kim trôi. 6 kim bấm giờ thao. Dây xám lông chuột. Size 45. Khóa bấm chống nước 100 m nha, giá thì vô cùng yêu luôn. Đây đằng sau nó nè, đáy của nó nè, đó, đã chưa, Japan Mu nha, có nghĩa là máy Nhật, máy Japan, con này chắc máy Seiko luôn. Japanese thì nè. Dừng. Reset nè. Kim cho nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Đấm to cho bá luôn. Tay 17 nè, đeo cũng ok nha. Dây 20, thêm hai mắt dây nữa thành 22 nha. Khóa bấm, dây thép đúc. Dây vỏ thép đúc nha. Dừng, reset. Đó, hàng em thì bao la. Ferrari. Đó, đồng hồ xe hơi và thêm con này nữa, hàng VIP nha, hai con này là 1780. Đó, chăng sao nó đã cho dạo quang sáng khủng khiếp luôn. Ferrari